Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 93 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, một lão nhân đầu bạc xuất hiện trước mặt thần quân. Lão nhân râu tóc rậm rạp, dường như che hết cả mắt, chỉ hiện lên tinh quang lập lòe. Trên người cũng không có mặc tử kim khôi giáp nặng nề, chỉ là một trường y mộc mạc, trên ngực khắc hình binh khí, thuẫn giáp và ma thú. Lão nhân vừa hiện ra, bốn phía hình như sinh ra một cỗ lực lượng lạnh lẽo, vô hình, phong tỏa cả hư không. Thân ảnh hắn vốn cầu cầu lũ, lúc này cũng biến thành vô cùng cao lớn. Thậm chí giơ tay nhấc chân cũng đều có khí thế xung chuyển cả vũ trụ. Thiên địa thần quân đồng thanh hô to: "Cung nghênh Long Thiên Sinh!" Đúng vậy, người này chính là người đứng đầu trong tam đại binh vương Long Chiến. Long Chiến hơi khoát tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Nhìn hắc động khủng khiếp khuôn mặt cũng hài lòng ra mặt, bình tĩnh nói: "Tại trước khi tinh vực còn chưa khai tích, bên trong nguyên thủy vũ trụ đã tồn tại 7 đại ma thú. Bản thân chúng có lực lượng vô cùng kinh khủng, thần bí. Trong ngàn vạn năm tháng vẫn ẩn mình tại các góc sâu nhất của nguyên thủy vũ trụ. Thất đại ma thú nguyên thủy có thể nói là một truyền thuyết, bởi chưa từng ai thấy qua tận mắt những ma thú này. Địa ma thần quân hiển nhiên cũng đã nghe qua, nhưng thủy chung không tin tưởng lắm. Song lúc này lại nghe binh vương Long Chiến một lần nữa nói ra, nhất thời kinh hãi nói: "Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật ư? Thực sự tồn tại thất đại nguyên thủy ma thú với lực lượng có thể hủy diệt tinh vực sao?" Long Chiến gật đầu trầm giọng nói: "Đúng là chúng có tồn tại. Năm đó loạn thần đại nhân đã từng gặp qua Mạt Long. Nguyên liệu chế ra loạn thần đao chính là một cái xương cánh của Mạt Long này." Thiên ma thần quân hỏi: "Linh bảo xuất thế cùng với ma thú có quan hệ gì sao?" "Cái này cũng không thể coi như là linh bảo. Linh bảo luyện chế có thể chia làm tiên thiên và hậu thiên, cũng giống như những nguyên thủy ma thú này. Trước khi tinh vực được khai tích trong không gian vô hạn, nguyên thủy vũ trụ đã tự hình thành một vài linh bảo. Người luyện khí chúng ta gọi là nguyên thủy chí tôn linh bảo. Chí tôn linh bảo này có tác dụng vô cùng lớn. Nếu có thể hoàn toàn điều khiển được đó thì có thể sáng tạo ra một tân tinh vực, cũng đồng thời có khả năng hủy diệt tinh vực. Cho nên luyện chế chí tôn linh bảo hậu thiên mặc dù cũng được coi là hỗn độn linh bảo, nhưng nếu so với tiên thiên chí tôn linh bảo thì không thể vài lời là có thể nói rõ ràng được." "Nguyên thủy chí tôn linh bảo thực sự có lực lượng như vậy sao?" Bình vương Long Chiến tiếp tục nói: "Nguyên thủy chí tôn linh bảo xuất thế nhất định phải gặp ma thú canh giữ. Trong cả nguyên thủy vũ trụ có tổng cộng 7 nguyên thủy chí tôn linh bảo, cũng có nghĩa có 7 nguyên thủy ma thú chấn giữ. Uy lực của linh bảo cũng có 7 chức năng riêng. Những điều này là tử thần đại nhân đã từng nói cho ta biết, ta cũng không có diễm phúc trông qua. Bản thân đợi cơ hội này đã hơn 10.000 năm, rốt cuộc cũng đã được toại nguyện." Thiên ma thần quân trong lòng thầm run lên, tự nhủ: "Khó trách bình vương Long Chiến đích thân đến đây đoạt bảo. Nếu loạn thần giới chúng ta có nó, vậy xưng bá cả nguyên thủy vũ trụ cũng ngày càng hy vọng." Lúc này Long Chiến nhìn thiên ma thần quân hỏi: "Tình huống hiện tại ra sao? Ta vừa rồi đã nhận ra khí tức của đệ tam giới vương, chẳng lẽ hắn đã tiến vào trong không gian hắc động rồi ư?" Thiên ma thần quân gật đầu nói: "Dạ thưa, đúng vậy. Theo sự phân phó của Long Tiên Sinh, ta cùng với địa ma thần quân tới đây thăm dò tình hình, phát hiện binh lính đóng tại đây toàn bộ đã bị tiêu diệt. Lúc ấy ở chỗ này còn có thống lĩnh của Chu thần giới, sau đó tử thần giới, đệ tam giới vương cũng đã tới đây. Nhưng Chu thần giới dường như nhận ra rằng tình cảnh của bọn họ có chút không ổn, cho nên tiến vào trước. Đệ tam giới vương e ngại linh bảo bị đoạt mất, cũng theo sát xông vào. Bây giờ bọn họ đều đang ở bên trong không gian hắc động." "Đệ tam giới vương, ngàn năm trước ta đã từng cùng hắn đối chiến một lần, không nghĩ tới hắn cư nhiên không có chết. Bất quá cũng không sao, thực lực Chu thần giới cũng quá yếu, không đáng nói đến. Bọn họ đi vào đó làm thức ăn cho nguyên thủy ma thú là không phải nghi ngờ rồi." Long Chiến cười lạnh nói: "Long Thiên Sinh, thống lĩnh Chu thần giới này đều không phải người trong thế giới của chúng ta, cũng không phải của tử thần giới. Vậy hắn rốt cục là từ nơi nào tới vậy?" Thiên ma thần quân hỏi Long Chiến cười nhạt: "Điều này ta cũng hỏi qua loạn thần đại nhân. Ngài nói những người này đến từ tinh trần thế giới.
chúng ta không cần bận tâm. Cho dù là 100 vạn binh lực cũng không thể gây trở ngại. Hơn nữa, nếu chúng ta tấn công Chu Thần Giới, vậy Tử Thần Giới nhất định phát động đại quy mô tấn công. Như vậy chúng ta chỉ có bất lợi. Địa Ma Thần Quân gật đầu, lại nhìn một chút không gian hắc động, nghi hoặc nói: vậy Long Thiên Sinh, chúng ta lúc nào thì đoạt bảo đây? Long Chiến ánh mắt lộ liễm: thời cơ chưa đến, giờ khắc này ta đã đợi từ rất lâu, vạn lần không thể có nửa điểm sai sót. Ta muốn nhìn xem rốt cục nơi này có loại nguyên thủy chí tôn linh bảo nào đây. Cũng trong lúc đó, Tiểu Quân, người thế nào rồi? Tôn Ngộ Không nhìn thần sắc thống khổ của Hồng Quân lo lắng hỏi. Hồng Quân vì tranh thủ thời gian lúc trước đã chịu một đao của đệ tam giới vương, bây giờ ngực bị một vết rách lớn nhưng cũng không chảy ra máu tươi, ngược lại tràn đầy hỗn độn vật chất đang khép dần lại. Hồng Quân cũng không hôn mê như người bình thường, thở dài thật sâu nói: thật không nghĩ tới lúc đó đã tăng đến phách thể trạng thái giai đoạn thứ tư cũng bị xé rách như thế này, xem ra thực lực đệ tam giới vương quả nhiên là bất phàm. Một lát sau, vết thương sâu đến tận xương tủy đã hoàn toàn khép lại, hỗn độn quang hoa có chút chớp động, không còn một vết sẹo nào. Mọi người thấy thế mới thở dài nhẹ nhõm. Cổ Bàn quan sát bốn phía, vung lên cổ bàn phiên, nhất thời hiện lên một khối không gian phương viên 100.000 thước, cách hoàn toàn hỗn độn vật chất bên ngoài. Huống Thiên Minh nhíu mày, có chút không hiểu nói: nơi này chính là nguyên thủy vũ trụ ư? Như thế nào lại không giống với không gian trước đây vậy? Rất hiển nhiên, hỗn độn vật chất này rất ảm đạm, chắc chắn rằng đã bị người ta khai tích ra một không gian độc lập, nhưng cũng không có một chút dấu vết nào. Cả lực lượng cấm chế khiến cho mọi người rất khó giải thích. Cổ Bàn tự hồ đoán ra được điều gì, bàn cổ phiên tiếp tục huy động hạn độ lớn nhất trong nháy mắt, tăng lực lượng nghiền nát hư không lên tới cực hạn. Hỗn độn vật chất xung quanh đều đã bị đánh tan, mà xuất hiện trước mặt mọi người là một mảnh tinh vực không lớn lắm. Cách đó không xa hiện lên một tinh cầu, song ẩn chứa bên trong dường như ngưng tụ năng lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Bang! Một tiếng nổ truyền tới, vỏ ngoài tinh cầu ngưng tụ một lớp quang mang bạch kim đột ngột rung lên, một đạo khí lưu có hình ảnh rõ ràng đột nhiên phát xạ ra. Máu tránh ra! Hồng Quân chấn động, sử dụng tốc độ nhanh hơn mở ra Hồng Quân giới, đưa ba người tới một địa phương an toàn. Ầm ầm một tiếng, bị bắn ra ngoài cửa hắc động. Huống Thiên Minh khẩn trương nói: xem ra quang mang trong Tử Thần giới chính là từ nơi này phát ra, nói như vậy nơi đó cũng chính là nơi chí tôn linh bảo xuất thế. Tôn Ngộ Không nét mặt rất hưng phấn: tốt quá tốt quá, nếu chúng ta tới trước hắn, đừng nói là giới vương hay là binh vương, tới cũng không làm lên chuyện gì, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, một thanh âm phẫn nộ từ phía sau mọi người truyền đến: muốn đoạt chí tôn linh bảo ư? Nằm mơ! Chỉ thấy cách đó không xa, bên bờ hắc động không gian, một đạo cực quang xanh biếc rất nhanh bay tới nơi này, hiển nhiên là đệ tam giới vương. Hồng Quân dùng mình: không nghĩ tới hắn đuổi nhanh như vậy, chúng ta đi mau thôi. Đến lúc này, cướp lấy chí tôn linh bảo mới là quan trọng nhất. Bốn người với tốc độ cực hạn hướng về khỏa tinh cầu bay tới. Tại phiến tinh vực này có thể xem như nó chỉ là một không gian độc lập từ trong hỗn độn chất được hình thành mà thôi. Nhưng đây không phải là không gian tinh vực mà Tử Thần và Loạn Thần lợi dụng lực lượng cấm chế khai tích, không phải một không gian có thể tự do sáng tạo pháp tắc gì đó. Pháp tắc nơi này vẫn là pháp tắc tiềm tại của nguyên thủy vũ trụ, khả năng hạn chế so với Tử Thần giới cũng mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ bọn người Hồng Quân rõ ràng đã giảm xuống, hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được với nguyên thủy vũ trụ. Bất quá khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là đơn thuần chỉ là chí tôn linh bảo cũng có thể tại nguyên thủy vũ trụ tạo ra một không gian rộng lớn như vậy, có thể tưởng tượng uy lực của nó cỡ nào. Đệ tam giới vương dữ tợn hò hét theo sát phía sau bốn người, cỗ khí tức Tử Thần mãnh liệt cũng đã tràn ngập khắp nơi. Ở trong bốn người, tốc độ nhanh nhất là Hồng Quân, dưới sự gia tăng thêm trạng thái phách thể giai đoạn thứ 5, nháy mắt Hồng Quân đã tới bên ngoài của quả tinh cầu kia, có thể cảm giác được rõ ràng quang mang màu bạch kim lóng lánh ngưng tụ ở đỉnh của tinh cầu, không ngừng phóng thích ra một cỗ sóng dao động năng lượng cuồn cuộn. Toàn bộ hư không dường như đều ở dưới sự khống chế của cỗ lực lượng này. Thế nhưng khiến Hồng Quân cảm thấy rất kinh ngạc chính là cỗ lực lượng ẩn chứa kia đang phóng ra dường như theo quy luật nào đó, cứ giống như một loại hô hấp bình thường vậy. Sắc mặt hơi biến đổi, Hồng Quân dường như từ trong đó cảm giác được cái gì khiến cho hắn không tự chủ được dừng bước lại. Sao vậy?
đám người cổ bàn lúc này đã đi theo tới, nhìn thấy nét mặt của Hồng Quân chần chừ, không nhất quyết hỏi. Hồng Quân khẽ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: có cảm giác không ổn, ở bên trong quả tinh cầu này giống như đang tồn tại một thứ gì đó rất đáng sợ. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, nghi hoặc khó hiểu hỏi: người nói là Chí Tôn Linh Bảo kia sao? Không giống, dường như ngoại trừ Chí Tôn Linh Bảo ra, còn có một cỗ lực lượng rất đáng sợ ẩn núp ở bên trong tinh cầu. Nó thậm chí cắt đứt thần niệm của ta, vì thế không cách gì tiến hành dò xét được. Trong lòng cổ bàn cả kinh, vận dụng thị lực hết mức nhìn tới, sau đó lại kinh nghi lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là ảnh hưởng hạn chế của vũ trụ nguyên thủy, ta bây giờ cũng không cách gì thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong cái tinh cầu kia. Huống Thiên Minh nói: chúng ta lúc này đã không có đường lui, bất kể như thế nào cũng phải vượt lên trước để giành được Chí Tôn Linh Bảo mới được. Đích thực bên ngoài có đại quân của Tử Thần Giới cùng Loạn Thần Giới với quy mô vượt quá trăm vạn đang chờ đợi bọn họ. Hơn nữa, Đệ Tam Giới Vương cùng với Binh Vương Long Chiến hai người có thực lực cao thâm khó lường cũng đang đợi bọn họ. Có thể nói đến lúc này đã không có bất cứ con đường lui nào. Ngay vào lúc mọi người có chút do dự, một đạo tia sáng lục sắc hung tàn pha lẫn với tiếng cười điên cuồng đột nhiên ập tới trước mặt bốn người. Toàn thân Đệ Tam Giới Vương được bao phủ tử khí đen như mực, trong con ngươi bắn ra tia sáng lục sắc u ám, oai hùng nói: đã chuẩn bị tìm cái chết sao? Chờ ta đoạt được Chí Tôn Linh Bảo, cho dù là Binh Vương Long Chiến thế nào cũng không dám chiếm của ta. Không xong rồi. Trong lòng bốn người cả kinh, không nghĩ tới tốc độ của Đệ Tam Giới Vương nhanh như vậy. Tôn Ngộ Không khó chịu hừ một tiếng, quang hoa kim sắc trong tay bắn tung ra, vô thượng chiến ý cũng bạo phát theo tới, gầm lên: đã không có đường lui thì cứ thẳng một đường mà đi tới thôi. Chí Tôn Linh Bảo này Chu Thần Giới chúng ta nhất định phải giành lấy. Nằm mơ. Đệ Tam Giới Vương múa liêm đao hung hãn hướng vào hư không chém xuống. Một đạo quang nhận lục sắc hung tàn phủ trùm xuống, phát ra một tiếng kêu mãnh liệt bén nhọn chói tai. Thế nhưng không gian cũng không vì vậy mà bị xé rách, thậm chí không có một chấn động nhỏ nào. Có thể thấy được không gian của vũ trụ nguyên thủy cực kỳ ổn định. Hồng Quân biết rõ thực lực của Đệ Tam Giới Vương, với thực lực hiện tại của Tôn Ngộ Không tuyệt đối khó mà đỡ lấy được một kích toàn lực của hắn, vội vàng nói: tránh ra. Nhưng thế công của Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn phát động, muốn đình chỉ đã không có khả năng. Kim quang hừng hực chỉ trong nháy mắt phân hóa thành hơn trăm đạo côn khí màu vàng kim, nhìn thoáng qua so với khói lửa còn muốn sáng đẹp hơn. Nháy mắt cả người Đệ Tam Giới Vương đều bị bao phủ lên. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, đạo quang nhận lục sắc ác liệt giống như một thanh tảo đao trực tiếp xé rách đấu chiến côn khí của Tôn Ngộ Không, tiếp tục hướng tới ngực của hắn mà bắn đến. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng không có giảm chút nào. Hết thảy đều trong chớp mắt, cổ bàn giơ lên bàn cổ phiên, lực lượng phá toái hư không kia cũng không có đem không gian nơi này nghiền nát, nhưng tại trong thời gian rất ngắn bẻ cong quỹ đạo vận hành của đạo quang nhận kia. Vù vù, một tiếng xẹt qua ngang vai trái của Tôn Ngộ Không, tức khắc bắn tung ra một đạo huyết quang. Tôn Ngộ Không mở to hai mắt nhìn vào Đệ Tam Giới Vương cực kỳ giận dữ, nơi ngực đã dâng lên một hơi lửa giận, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người lại quá rõ ràng. Đệ Tam Giới Vương đắc ý giơ cự hình liêm đao lên nói: nếu như không phải mệnh lệnh của Tử Thần đại nhân không cho phép, một mình ta có thể giết sạch toàn bộ Chu Thần Giới. Những năm gần đây chỗ người bắt binh sĩ làm tù binh đã quá nhiều, chờ sau khi ta giết các ngươi là có thể đoạt được quyền khống chế Chu Thần Giới. Chẳng khác nào thực lực của Tử Thần Giới chúng ta lại tăng lên một tầng, tới lúc tiến công Loạn Thần Giới thì không còn cố kỵ gì nữa rồi. Điều này ta còn phải cảm ơn các ngươi rất nhiều. Ngươi nằm mơ. Huống Thiên Minh nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị thương, vốn đang trong cơn giận dữ, nghe hắn nói ra những lời này càng giận không chịu được, trực tiếp từ trong cơ thể bước ra bản thể của Thiên Đạo Chi Nhận. Quang nhận kia giống như trăng tròn giữa bầu trời, âm vang ầm ầm bắn vèo tới, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Huống Thiên Minh, trong giây lát đã tiến gần đến trước người của Đệ Tam Giới Vương. Lúc này trên mặt của Đệ Tam Giới Vương hiện ra một nét cười hung ác dữ tợn, từng tia hỗn độn khí ngưng tụ ở xung quanh đao phong. Vật chất hỗn độn màu xám đen chợt diễn hóa thành một cỗ lực lượng mênh mông huyền ảo màu xanh tăm tối. Hôm nay hãy để cho các ngươi nhận thức lực lượng linh hồn của Tử Thần Giới chúng ta.
ưu thế đối với lĩnh ngộ vật chất hỗn độn của từ thần giới đúng là thuộc về bọn chúng, có thể sử dụng vật chất hỗn độn cùng linh hồn tiến hành dung hợp, kế đó bỏ đi thân thể. Thế nhưng chỉ sau khi cảnh giới lĩnh ngộ đạt tới mức độ cao nhất định nào đó mới có thể vận dụng lực lượng linh hồn. Lực lượng huyền kỳ màu xanh tăm tối kia ở trong tay của đệ tam giới vương bỗng bành trướng lên, biến ảo hóa thành một cái đồ án khô lâu thật lớn, nhìn qua giống như một đoàn lân tinh màu xanh gào thét hướng về thiên đạo chi nhận nghênh đón tới. Đông! Sau khi hai cỗ lực lượng trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc, ầm ầm nổ tung lên, từng tia linh hồn lực trực tiếp xông vào trong đầu của Hướng Thiên Minh, cảm giác được linh hồn của hắn cũng đang kịch liệt dao động, giống như bị một loại chú lực vô hình xé toang ra. Toàn thân Hướng Thiên Minh chợt chấn động, cả người nặng lề lui về phía sau ba bước, sắc mặt trong nháy mắt biến thành vô cùng tái nhợt, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lão Hướng, ngươi thế nào? Cổ Bàn có chút lo lắng hỏi. Hướng Thiên Minh tiện tay lau vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói: Ta không có gì đáng ngại, lực lượng linh hồn thật đáng sợ, mọi người hãy cẩn thận. Tuy rằng không có bị thương tổn quá lớn, nhưng Hướng Thiên Minh mỗi khi nghĩ lại vẫn còn dùng mình. Nếu như không phải thiên đạo chi nhận phá tan đi một bộ phận lực lượng linh hồn của đệ tam giới vương, có thể linh hồn của hắn nói không chừng đã bị nghiền nát hoàn toàn. Sắc mặt của đệ tam giới vương cũng hiện ra có chút kinh sợ. Với thực lực tu vi của Hướng Thiên Minh, cỗ lực lượng kia lẽ ra phải gây thương tổn nặng cho linh hồn của hắn, nhưng không nghĩ tới hiệu quả so với suy nghĩ của hắn lại có chênh lệch lớn như thế. Hắn quay đầu lại nhìn vào hắc động, vẫn không phát hiện bóng dáng của thiên địa ma quân, không nhịn được thầm nghĩ: chẳng lẽ loạn thần giới nghĩ muốn chờ sau khi ta đạt được linh bảo, sau đó mới đánh chết ta để đoạt bảo sao? Hiện tại các giới vương khác át hẳn cũng đã tới rồi, hay là lên đánh nhanh thắng nhanh. Chợt cả giận hừ một tiếng, đệ tam giới vương giơ liêm đao lên, đem theo đao phong chỉ thẳng về hướng đám người Hồng Quân, oai nghiêm nói: ta cũng không cùng hậu bối vô năng các ngươi lãng phí thời gian, cũng đến lúc kết thúc hết thảy rồi. Lúc này thân thể của đệ tam giới vương đột nhiên mơ hồ hẳn lên, trong từng lỗ chân lông ngoài da kia đều đang phóng thích ra từng tia hỗn độn khí, sau đó không ngừng bao bọc trên phong nhận liêm đao, không có chút tia sáng gì. Liêm đao cự đại kia giống như đang bốc cháy, bốc lên làn khói tối đen như mực. Tất cả mọi người cảm giác được cỗ lực lượng này thật đáng sợ. Ánh mắt Hồng Quân chợt thu lại, trong mọi người chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất. Trước thế tấn công chấn động này, hắn bất kể như thế nào cũng phải chống lại. Tiểu Cố, thời điểm mấu chốt hãy đem bọn họ vào trong bàn cổ thế giới, nơi này rất nguy hiểm. Hồng Quân truyền âm nói, thần sắc Cổ Bàn thoáng ngưng trọng, sau đó gật gật đầu. Hồng Quân hít một hơi thật sâu, cơ nhục toàn thân đều tại lúc này căng phồng lên, trên từng tấc da đều chớp động ánh sáng hỗn độn u ám. Cũng đến lúc lực lượng giải cấm rồi, thực lực của đệ tam giới vương khoảng chừng là ở hoàn hư trung kỳ, nói cách khác nhất định phải giải cấm tới trạng thái thứ hai mới có thể kích chết hắn. Hồng Quân dự tính trong lòng, cắn răng rất kiên quyết trầm giọng nói: vậy thì trực tiếp phóng thích trạng thái thứ ba, ta cũng không tin ngươi còn có thể thật sự tồn tại. Lúc này toàn thân của Hồng Quân đều đang xảy ra từng biến hóa kỳ diệu, vật chất hỗn độn trong huyết mạch kia đột nhiên xảy ra biến chất, giống như một dạng sôi trào đang tiếp tục tách rời, dung hợp biến hóa hoàn toàn. Cùng lúc này ánh sáng hỗn độn ở bên ngoài thân thể Hồng Quân cũng biến thành màu đỏ sậm. Đệ tam giới vương trông thấy tình huống này không nhịn được vẻ mặt chợt biến. Lực lượng kỳ quái, loại người này bây giờ không trừ đi, ngày sau nhất định sẽ trở thành họa lớn. Một cỗ lực lượng phát tác kỳ diệu đang ở trong thân thể Hồng Quân ngưng tụ. Hồng Quân thở ra một hơi thật dài, cơ thể thoáng động một cái, toàn thân lại phát ra âm thanh kéo kẹt kỳ dị, mà tự như mỗi một tấc cơ nhục dường như đều đang được cương hóa, làm cho người ta có một loại cực cảm giác cực kỳ vững chắc. Nếu như không phải hạn chế của vũ trụ nguyên thủy, chỉ dùng lực lượng pháp tắc cũng có thể hủy diệt các ngươi. Hiện tại để cho các ngươi phá lệ, nhìn xem thực lực chân chính của bổn vương, lục luân chảm sát. Đệ tam giới vương cầm lên một tiếng, khí khói màu đen trên đao phong nháy mắt phát ra, sáu đạo ánh sáng màu đen pha lẫn vô tận tử khí đột nhiên bắn tới, men theo quỹ đạo công kích kỳ dị với tốc độ không thể tưởng tượng hướng tới Hồng Quân bước đến. Đến đây đi, để ta xem đệ tam giới vương rốt cục có bao nhiêu năng lực. Hồng Quân tự tin sau khi giải cấm sẽ lấy cường thể tuyệt đối kích chết đệ tam giới vương.
Tiếp đó, ngay lúc chuẩn bị giải cấm, trạng thái thứ 3 thì bỗng nhiên toàn bộ không gian xảy ra biến hóa. Một tiếng gào thét khàn khàn, cực kỳ phẫn nộ từ phía sau đám người Hồng Quân truyền tới. Tiếng gào kia ẩn chứa lực lượng linh hồn khủng bố. Tất cả mọi người đều cảm thấy như linh hồn bị xé rách với mức độ cực cao. Thế công của đệ tam giới vương nháy mắt bị ngăn chặn lại. Hắn ôm đầu đau đớn, ánh mắt chiếu trên khỏa tinh cầu kia, run run giọng nói: Kia là cái gì vậy? Lúc này, ở bên trong khối không gian độc lập, đột nhiên vọt ra một cỗ khí tức tanh mùi máu, khiến cho người ta khiếp đảm kinh tâm tận đáy lòng. Một vùng khí thể máu cực kỳ dày đặc, gần như có thể dùng mắt thường nhìn thấy rất nhanh, nhanh chóng đã tràn ngập ra. Đệ tam giới vương còn đang trong cơn kinh hoàng, hắn dường như cũng không ý thức được phía sau bỗng xuất hiện một bóng hình, một con rắn vô cùng to lớn. Đây là... Huống Thiên Minh cực kỳ sợ hãi, đầu tiên kêu to. Một cơn gió quái dị nổ lên, cái bóng hình rắn kia đột nhiên xuất hiện ở trước tầm mắt mọi người. Đó chính là một con mãng xà cực kỳ to lớn. Thân thể của nó to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, uốn vòng ở trong hư không, mặt ngoài được bao phủ tầng tầng huyết vụ dày đặc, nhìn qua cảm thấy có chút máu thịt mơ hồ. Cặp mắt màu đen bằng cái cối xay của nó gắt gao chằm chằm nhìn vào đệ tam giới vương. Hai cánh phía sau ngắn nhỏ đang không ngừng vẫy động, răng nanh cực kỳ sắc bén lộ ra bên ngoài, cái lưỡi dài màu đỏ tía không ngừng phun ra nuốt vào. Đệ tam giới vương nhìn thấy nét mặt khiếp sợ của mọi người, dường như đã cảm giác được phía sau tồn tại chuyện gì đáng sợ. Cẩn thận quay đầu nhìn lại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành trắng bệch, toàn thân không kiềm chế được run lập cập. Cao thủ hoàn hư trung kỳ ở thời khắc này dường như hoàn toàn sụp đổ, run run giọng nói: Đây là ma thú huyết mãng sao? Bảy đại ma thú nguyên thủy tồn tại trong vũ trụ nguyên thủy, cái này chính là truyền thuyết. Đệ tam giới vương tuy rằng có nghe nói, nhưng từ trước đến giờ không tin là có. Vậy mà giờ đây hắn cũng không thể không tin, thân thể to lớn của nó như thế lại có thể di động một cách im hơi lặng tiếng, xuất hiện ở phía sau cao thủ cấp bậc giới vương. Giải thích duy nhất chính là nó đã hoàn toàn ngăn cản thần thức của giới vương, hoàn toàn ẩn núp được ở trong phạm vi dò tra của hắn. Huyết mãng dường như bởi vì sự xuất hiện của đệ tam giới vương cùng bọn người Hồng Quân mà lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Trong con ngươi đen nhánh phóng thích ra ánh sáng lạnh màu xanh ngâm mù, gần như không có dấu hiệu gì. Răng nanh phẫn nộ dâng ra, mùi huyết tinh ập tới mặt. Đệ tam giới vương thậm chí còn chưa kịp đưa ra bất cứ lực lượng phòng ngự gì, thân thể của hắn đã hoàn toàn bị ngọn gió tà quái kia bất thình lình cuốn tới cuộn lại. Đạt tới cảnh giới loại cao trên hoàn hư trung kỳ cỡ như giới vương thì đã có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, bất kỳ là ở từ thần giới hay loạn thần giới, lực lượng pháp tắc này đều là bộ phận lực lượng pháp tắc tiềm ẩn của từ thần và loạn thần, từ trong pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy diễn hóa mà thành. Nhưng tới vũ trụ nguyên thủy, mọi lực lượng pháp tắc có thể nói là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đệ tam giới vương muốn vận dụng pháp tắc thời gian và không gian thoát ra, hiển nhiên là chọn lựa cực kỳ ngu xuẩn. Hóa ra thật sự có ma thú nguyên thủy ẩn tàng ở bên trong vũ trụ, nhưng vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ... Lúc này đệ tam giới vương gần như đang bị cố hạn chế pháp tắc của cơn gió tà quái kia trói buộc, theo bản năng đem liêm đao đặt ngang trước người, chuẩn bị đưa ra chống cự cuối cùng. Lúc này lân giáp màu máu bên ngoài thân thể huyết mãng đột nhiên phóng thích ra một cỗ tia sáng màu xám đen nhợt nhạt, dường như biến hóa thành rắn chắc. Tiếp theo đó, một tiếng gào rú xông lên tận trời cao, toàn cả không gian độc lập hầu như đều bị chấn động. Đệ tam giới vương nhìn cái miệng to như chậu máu của huyết mãng đang thét gào, mạnh mẽ vung liêm đao chém ra. Một tiếng vang nặng nề truyền tới, thân đao vỡ vụn, lực phản chấn trong nháy mắt truyền tới khắp toàn thân của đệ tam giới vương. Hư thể mà hắn dùng vật chất hỗn độn cô đọng thành chợt nứt vỡ tan, một đoàn quang ảnh màu xanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn Ngộ Không trông thấy cảnh ấy không khỏi hít một ngụm lương khí, kinh ngạc nói: Liêm đao kia ít ra cũng là trung phẩm hỗn độn linh bảo, như thế nào ngay cả một cái vảy của quái vật cũng không đánh rơi xuống được? Con người của Hồng Quân co lại, sắc mặt của hắn biến thành cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói: Con ma thú này không phải bình thường, thân thể của nó thậm chí so với giai đoạn phách thể thứ 5 của ta còn muốn cứng hơn. Huống Thiên Minh miệng không nứt nổi nước miếng liền nói:
mà thú hùng tiên cùng nó so sánh, quả thực so với con kiến còn muốn yếu hơn. Chẳng lẽ đây chính là ma thú thập cấp trong truyền thuyết sao? Suy đoán của Huống Thiên Minh hiển nhiên là sai lầm. Huyết mãng chính là một trong thất đại ma thú nguyên thủy của vũ trụ nguyên thủy. Loại ma thú này là thai nghén sinh ra từ trong hải dương hỗn độn của vũ trụ nguyên thủy. Bất cứ phương diện gì, những ma thú cấp thấp cũng không cách nào so sánh được. Thậm chí ngay cả chủ thần cũng không cách nào giao tranh trực tiếp với bọn chúng. Dẫu sao bất luận là một con ma thú nguyên thủy nào cũng đều có đủ lực lượng để phá hủy tinh hệ vũ trụ. Thể xác tiêu tan, tử hồn của đệ tam giới phương thừa dịp chạy trốn đi ra. Hắn dường như ý thức được sự khủng bố của huyết mãng, đem tốc độ tăng lên tới mức cực hạn, hướng tới cửa ra của hắc động không gian bay tới. Muốn chạy ư? Phía sau của đệ tam giới vương đột nhiên truyền tới một âm thanh lạnh buốt, tức thì không một tiếng động xuất hiện ở trước linh hồn của hắn. Đường nét màu đen trên mặt lá cờ vặn vẹo một cách nhanh chóng, vòng xoáy bên trong sụp đổ xuống, đột nhiên sinh ra một cỗ lực hút cực kỳ mãnh liệt, kéo hắn vào bên trong mặt lá cờ kia. Cổ bàn dường như lúc nào cũng chờ đợi cơ hội này. Nếu như có thể đem linh hồn của giới vương luyện hóa, lực lượng của bàn cổ phiên tức thì có thể nâng cao một tầng lớn. Thế nhưng hiện tại bọn họ đối mặt lại là một kẻ địch càng khủng bố hơn, đó là huyết mãng. Trong hư không, huyết mãng đem thân thể uốn vòng lên, đôi mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Hồng Quân. Lúc này Tôn Ngộ Không đối mặt với ma thú nguyên thủy, thậm chí ngay cả vô thượng chiến ý đều không có cách nào phóng ra, mà mất đi lực gia tăng vô thượng chiến ý, đấu chiến côn pháp của hắn cũng giống như đồ phế liệu, không còn chút lực công kích nào. Hiện tại linh hồn của Huống Thiên Minh đang bị tổn thương, khống chế thiên đạo chi nhận cũng bị ảnh hưởng. Cổ bàn quan sát cơ hội mà hành động, tùy lúc tùy thời chuẩn bị mở ra bàn cổ thế giới, đem mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm. Huyết mãng không ngừng lè ra thụt vào chiếc lưỡi dài màu tím đỏ, nó dường như đang kiêng dè cái gì đó, cũng không trực tiếp hướng tới mọi người tiến hành công kích. Lúc này ở trong lòng của Hồng Quân, đoạt bảo đã không còn quan trọng, trọng yếu nhất chính là có thể an toàn mà rời khỏi nơi đây. Hồng Quân mơ hồ ý thức được, cho dù giải cấm trạng thái thứ ba có bất diệt phách thể cũng không cách gì chống cự lại với tên đại gia hỏa quá đáng sợ ở trước mắt này. Tiểu Quân, chúng ta bây giờ nên làm thế nào đây? Cứ kéo dài như vậy, tên gia hỏa này sớm hay muộn gì cũng mất đi tính nhân lại thôi. Tôn Ngộ Không nói. Hồng Quân khẽ lắc đầu trầm tư nói. Ngay cả công kích của đệ tam giới vương cũng không có hiệu quả, năng lực của chúng ta đối với nó cũng không có nghĩa lý gì. Hiện giờ linh bảo đã không còn trọng yếu, chúng ta phải hết sức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Huống Thiên Minh tức giận hừ một tiếng. Khó trách thiên địa ma quân đều không có truy đuổi tới đây, bọn họ sớm đã biết tại nơi này tồn tại tên gia hỏa khủng bố như vậy. Đáy lòng Hồng Quân trầm xuống thầm nghĩ. Bất kể ở phương diện lực công kích hay là phòng ngự, chúng ta đều không phải đối thủ của huyết mãng. Chẳng qua thân thể của nó quá mức khổng lồ, khuyết điểm duy nhất cũng chỉ có tốc độ, xem ra cũng chỉ có như vậy thôi. Hồng Quân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt chợt bắn ra hai đạo tinh quang, kiên quyết nói. Đợi một lát, ta sẽ cố gắng toàn lực ngăn cản nó, có thể chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc này phải dựa vào tốc độ của các ngươi, bất kể như thế nào cũng phải xông ra khỏi không gian hắc động, như vậy còn có một tí cơ hội còn sống sót. Như vậy ngươi làm sao xử lý được? Cổ bàn kinh sợ nói. Dẫu sao biện pháp này của Hồng Quân chắc chắn cùng với tìm đường chết cũng không khác nhau mấy. Hồng Quân lạnh nhạt cười, trầm giọng nói. Giải cấm trạng thái phách thể lần thứ ba, tại phương diện tốc độ ta tuyệt đối sẽ không thua tên đại gia hỏa này, lập tức chuẩn bị đi. Tiếng nói còn chưa ngưng lại, không một chút do dự, Hồng Quân lần nữa tăng lên trạng thái phách thể. Quầng sáng màu đỏ sậm trên cơ nhục rắn chắc của hắn không ngừng chớp động. Đây đã là cực hạn của Hồng Quân, giai đoạn thứ 6 của bất diệt phách thể cùng giải cấm trạng thái lần thứ 3. Lúc này toàn thân của Hồng Quân đều giống như bị ngọn lửa màu đỏ thẫm thiêu đốt, mỗi một tấc cơ nhục đều giống như ẩn chứa lực lượng bạo phát không thể tưởng tượng được. Vật chất hỗn độn biến chất ở bên trong huyết mạch điên cuồng sôi trào. Huyết mãng dường như cảm giác được từ trên người Hồng Quân thấu phát ra lực bạo phát khủng bố, cổ hơi ngửa ra sau, ánh sáng lạnh u lam trong mắt càng thêm sáng rực, sát khí chấp động kinh người. Trong tính toán của Hồng Quân, bất kể là thân thể khổng lồ của nó hay là dưới áp chế bởi pháp tắc vũ trụ nguyên thủy đều đã hạn chế tốc độ của nó, như vậy sẽ tạo ra cơ hội chạy trốn cho mọi người. Cháy! Bỗng nhiên Hồng Quân đột ngột la lên một tiếng, giống như trực tiếp tiến hành một loại thuấn di ở trong vũ trụ nguyên thủy.
hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Cổ Bàn giơ bàn cổ phiên lên nói: "Mọi người mau rời khỏi đây." Huống Thiên Minh cùng Tôn Ngộ Không hiểu ý gật đầu, hướng về ven ranh giới của hắc động rất nhanh vọt tới. Một tiếng gào cực kỳ sắc bén chói tai từ sâu trong yết hầu của Huyết Mãnh bạo phát ra, phẫn nộ mở ra cái mồm to như chậu máu, răng nanh dày đặc trắng xóa chớp động hàn quang bén ngót. "Súc sinh, lui xuống cho ta!" Dựa vào tốc độ cực hạn của trạng thái giải cấm ở bên trong vũ trụ nguyên thủy, Hồng Quân có thể nói đã tiến gần tới trạng thái thuấn di. Mỗi một tấc cơ nhục trên thân thể của hắn đều kéo căng ra đến mức cực hạn, cứ giống như ẩn chứa một lực bạo phát vô tận. Một quyền trầm trọng hung hãn đánh lên đầu của Huyết Mãng. Đong! Một tiếng vang trầm đục giống như một đạo sấm rền vang dội trong phiến không gian. Trên đỉnh đầu của Huyết Mãng, một đạo ánh sáng hình tròn màu đỏ sậm đột nhiên bùng nổ, mà ở trung tâm nguồn sáng đó hiển nhiên chính là lực lượng của Hồng Quân. Đầu của Huyết Mãng bị cố lực lượng ấy đánh rũ xuống, mấy chục miếng lân phiến huyết sắc ở đỉnh đầu cũng rơi xuống phía dưới. Nhưng hiệu quả của một kích toàn lực này lại ra ngoài dự liệu của Hồng Quân. Hắn tin rằng thậm chí ngay cả đệ tam giới vương cũng có thể dưới một kích toàn lực này bị trọng thương, thế nhưng lại không tạo nên hiệu quả lớn lao gì trên thân thể của Huyết Mãng. Tiếng gào quái dị, một cỗ cuồng phong tà quái từ trong miệng Huyết Mãng giống lên. Trong lòng Hồng Quân cả kinh, phốc một tiếng đã biến mất ở trong hư không. Tốc độ cực hạn khiến hắn có cảm giác không khí lưu động ở xung quanh đều hoãn chậm xuống. "Cho dù ngăn cản không được ngươi, trên phương diện tốc độ ta còn có ưu thế tuyệt đối." Trong lòng Hồng Quân thầm nghĩ, hướng bên dưới hắc động cực nhanh vọt tới. Lúc này đám người Cổ Bàn cách cửa ra hắc động chỉ còn vài ngàn thước, chắc chắn Huyết Mãng đã không cách gì đuổi kịp, chỉ là không thể lấy được Chí Tôn Linh Bảo, không khỏi có chút tiếc nuối. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ tà khí bất thình lình hướng về phía bọn họ cuồn cuộn quét tới, tất cả mọi người đều dừng bước lại. Thân thể của Hồng Quân gần như hóa thành một đạo lưu quang, thậm chí so với tốc độ sao xẹt còn nhanh hơn. "Cái gì?" Hồng Quân đột nhiên dừng bước lại. Ở trước mặt hắn, thân thể to lớn của Huyết Mãng đã hoàn toàn vây quanh hắn. Quay đầu nhìn lại, cái đầu của Huyết Mãng với tốc độ không thể tưởng tượng đã tới gần, thậm chí gần bằng với tốc độ sau khi giải cấm trạng thái lần thứ ba. "Không có khả năng, cho dù là thập cấp ma thú cũng không có khả năng đạt được tốc độ như vậy. Vật này đến tập cùng là cái gì đây?" Mặt của Hồng Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng tốc độ của Huyết Mãng thật sự quá nhanh. Toàn bộ thân thể cứ giống như một cái lồng giam kín mít, không có gió lọt qua, đem Hồng Quân khóa chặt ở bên trong. Hồng Quân bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, ở trước mặt hắn chính là một con ma thú nguyên thủy có được lực lượng phá hủy tinh vệ vũ trụ. "Không xong rồi." Hồng Quân hầu như không kịp có phản ứng, trong miệng của Huyết Mãng đã hình thành một đoàn phong bạo dày đặc huyết khí, pha lẫn hỗn độn lực lượng khủng bố, phát ra tiếng ầm ầm kinh khiếp lòng người. Bang! Phong bạo huyết khí chợt tăng lên, ầm ầm âm vang hướng tới Hồng Quân ép sát lại. Tại dưới áp chế của hỗn độn lực khủng bố đó, tốc độ của Hồng Quân cũng bị hạn chế thật lớn, lập tức bị lực lượng bạo phong quét trúng. Trạng thái phách thể trong nháy mắt vỡ tan, thân thể của hắn giống như bị phân giải. Nếu như không phải bất diệt phách thể, e rằng hiện tại sớm đã hóa thành tro bụi của vũ trụ. Tình thế lực lượng của phong bạo huyết khí không giảm sút mà hướng về đám người Cổ Bàn tiến tới. Bất kể là đấu chiến côn khí, thiên đạo chi nhận hay là bàn cổ phiên có năng lực phá toái hư không, tại lúc tiếp xúc với phong bạo huyết khí trong nháy mắt đều hoàn toàn bị nghiền nát. Trong lòng Cổ Bàn cả kinh, ra sức huy động bàn cổ phiên mong muốn đem mọi người thu vào bàn cổ thế giới, tránh qua một kích chí mạng này. Thế nhưng khiến hắn càng thêm khiếp sợ, không gian hắc động trên bàn cổ phiên lại đột nhiên bị phong bế lại. "Sao, mất đi hiệu lực rồi sao?" Cổ Bàn kinh hãi nói. Giờ phút này hắn hoàn toàn không còn liên hệ được với bàn cổ thế giới. Phong bạo huyết khí vẫn đang tiến gần tới. Thân thể của Hồng Quân bị cuốn vào bên trong phong bạo, nhìn qua đã hóa thành một khối vật chất hỗn độn mơ hồ, sớm đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt. Thế nhưng tốc độ của phong bạo so với tốc độ của đám người Cổ Bàn lại nhanh hơn rất nhiều. Muốn chạy thoát khỏi thế giới hắc động hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Từ sâu bên trong không gian độc lập, một tràng tiếng gào thét trong nháy mắt bùng lên. Tinh cầu ở xa xa đều đang rung động kịch liệt. Mặt bằng không gian xung quanh không ngừng bị khuấy động. Từng đoàn vật chất hỗn độn không ngừng tuôn tràn ra. Có thể nhìn ra cái không gian độc lập này đã hoàn toàn không ổn định. Thế nhưng huyết khí phong bạo kia cũng bị lực lượng của tiếng gào thét
chấn vỡ tan, ngàn vạn lũ huyết khí từ bên trong phong bạo bắn tung tóe, lại tiếp tục ngưng tụ ở bên ngoài thân thể của huyết mãng. Toàn thân huyết mãng bỗng nhiên co lại, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm ở sâu trong không gian. Nó dường như cảm giác được một loại khí tức tử vong của tử thần, nối tiếp nhau không ngừng kêu lên điên cuồng, giống như là đang ra oai, lại dường như đang sợ hãi cái gì đó. Phong bạo huyết khí tan biến đi, mọi người cũng coi như được an toàn, nhưng như cũ nghĩ lại mà dùng mình. Cổ bàn vội vàng giơ bàn cổ phiên lên, đem nhục thể gần như tiêu tan của Hồng Quân thu hồi lại. Hiện giờ thân thể của Hồng Quân đã không còn ra hình dạng gì nữa, mà giống như một khối vật chất hỗn độn. Nhưng tốc độ hồi phục của hắn thật kinh người. Vật chất hỗn độn bốn phía không ngừng bám vào trên người của hắn. Với lại ở trong vũ trụ nguyên thủy, loại tốc độ hồi phục này dường như nhanh hơn. Sau phút chốc cũng đã hiện rõ ra trạng thái hình người. Nhìn Hồng Quân đang dần dần sống lại, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tôn Ngộ Không nhíu mày trầm giọng nói: nơi này như thế nào lại tồn tại ma thú dũng mãnh như thế này? Bình Vương Long Chiến nhất định không phải là không biết, xem ra thiên địa ma quân không tiến vào nơi đây hiển nhiên là nhận được mệnh lệnh của Long Chiến. Cái này vốn chính là một cái bẫy mà. Thật không nghĩ tới ngay cả tiểu quân có thực lực như vậy cũng bị giết trong giây lát. Hiện tại ta và cổ bàn thế giới cũng mất đi liên hệ, xem ra chỉ có thể ngồi đợi mà chờ chết thôi. Cổ bàn có chút miễn cưỡng cười nói. Hướng Thiên Minh nhìn xa xa huyết mãng giống như điên cuồng, nhíu mày nói: vừa rồi tiếng gào thét kia là cái gì vậy? Hình như còn có một cỗ lực lượng ẩn trốn ở bên trong không gian này. Cái này rốt cuộc là nơi nào đây? Ma thú kỳ dị, lực lượng khủng bố làm cho mọi người đều dâng lên nỗi ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Xem ra chúng ta đã đi tới một cái đấu thú tràng rồi. Âm thanh yếu ớt vang lên. Hồng Quân đã khôi phục được ý thức, thân thể của hắn cũng đang hồi phục với tốc độ kinh người. Đấu thú tràng? Như vậy Chí Tôn Linh Bảo đâu? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Hồng Quân nói giọng có hơi khàn khàn: không nghĩ tới tu luyện hơn 1000 năm, trạng thái phách thể giải cấm lại không chịu nổi một kích. Thực lực của ma thú này quả nhiên quá khủng bố. Không sai, Chí Tôn Linh Bảo đúng là trên đỉnh của khỏa tinh cầu này. Thế nhưng ma thú cũng vì nó mà tồn tại ở nơi đây. Sao? Chẳng lẽ nó là thú bảo hộ của Chí Tôn Linh Bảo sao? Cổ bàn kinh ngạc hỏi. Hồng Quân lắc lắc đầu nói: dường như là không phải. Nhìn qua giống như vì tranh giành Chí Tôn Linh Bảo mà xuất hiện vậy. Xem ra chúng ta đã bị cuốn vào trong tràng thú chiến đấu rồi. Sau phút chốc, ở nơi tăm tối kia thình lình phát ra một tiếng sói tru, lực chấn động mạnh mẽ giống như sóng thần cuốn tới. Cùng lúc này huyết mãng cũng phát ra một tiếng rít gào, cuồng phong kỳ quái nổ lên bốn phía, nhưng rõ ràng ở vào thế yếu. Thân thể khổng lồ của nó nhu động rất nhanh, giống như cảm giác được một dạng cực kỳ kinh khủng. Thì ra còn có một con ma thú ẩn nấp ở trong đó, thật sự là quá đáng sợ mà. Huống Thiên Minh run giọng nói. Thân thể của huyết mãng bắt đầu lượn quanh, cái đầu to lớn hơi hơi ngẩng lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào sinh vật thần bí ở sâu trong không gian kia. Theo cỗ khí tức không ngừng tới gần, nó cũng đang liên tục lùi lại. Lúc này sinh vật hắc ám đang ẩn núp kia đang dần dần xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Đó là một con hắc lang, nhưng trên phương diện hình thể thậm chí lại còn không bằng 1/10 của huyết mãng. Màu lông đen như mực, đôi mắt màu đỏ tươi, răng nanh cực kỳ sắc bén, không ngừng nhỏ giọt bọt nước màu xanh nhạt. Trên trán khắc dấu một cái đồ án màu đỏ sậm giống như vầng thái dương hừng hực, dường như ẩn chứa ngọn lửa cao môn trượng, chớp động hào quang mong manh. Toàn thân của nó cũng bao phủ tầng tầng hỏa quang màu đỏ thẫm. Một vệt hoa văn lông màu trắng men theo cổ của nó kéo dài thẳng đến phần đuôi. Sự xuất hiện của hắc lang này không thể không khiến huyết mãng bỏ qua đám người Hồng Quân, không ngừng gầm nhẹ. Thế nhưng tiếng thị uy không cần thiết này lại đối với nó không sinh ra bất kỳ áp lực uy hiếp nào. Xem ra ngay từ đầu đúng là nó đã sợ hãi con hắc lang này, thật là khí thế khủng khiếp mà. Hồng Quân sợ hãi than, hắn có thể cảm giác được chung quanh của hắc lang trong vô hình ngưng tụ một cỗ lực lượng áp chế rất mạnh mẽ. Hiện tại toàn bộ không gian độc lập đã biến thành chiến trường của hai con đại ma thú nguyên thủy. Đám người Hồng Quân ở trước mặt chúng nó thậm chí so với con kiến còn nhỏ bé hơn. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Thần sắc của cổ bàn ngưng trọng nói. Ở trước mặt chúng nó, năng lực của chúng ta có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Tưởng muốn cướp đoạt Chí Tôn Linh Bảo đã không có khả năng, hay là chờ thời cơ tốt nhất chúng ta rời khỏi nơi này.
Tôn Ngộ Không cũng là chiến ý hoàn toàn tan. Bên ngoài còn có 50 vạn đại quân của chúng ta, muốn xông ra cũng không phải, không có năng lực. Nhưng ở nơi này muốn tồn tại cũng không có khả năng. Thực lực của hai ma thú này mọi người đều đã thấy qua, cái loại cường đại đó gần như là không thể lường được. Thế nhưng Hồng Quân lại không hề cho là như vậy. Hiện tại xông ra giữ nhiều lành ít, không bằng ngồi xem thú đấu. Nếu như chúng nó lưỡng bại câu thương, lại là cơ hội tốt nhất để chúng ta đoạt được Chí Tôn Linh Bảo. Ta nghĩ Bình Vương cũng đã dự tính đến điều này, cho nên mới phái binh ở ngoài không gian hắc động chờ thời cơ. Huống Thiên Minh gật đầu nói: Tiểu Quân nói rất đúng, nếu như Bình Vương đoạt được Chí Tôn Linh Bảo, đối với chúng ta cũng cực kỳ bất lợi, dứt khoát liều thử một phen. Hồng Quân giơ cánh tay lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng chói lọi, Hồng Quân giới đã hoàn toàn đem bọn họ bao phủ lên. Tuy rằng lực lượng của Hồng Quân giới ở trong vũ trụ nguyên thủy bị suy yếu thật lớn, nhưng vẫn có thể dẫn tới tác dụng phòng ngự. Hắc Lang không ngừng sử dụng chân trước cào loạn xạ, toàn thân tản phát ra một cỗ khí tức dường như đến từ vực sâu tử vong, làm cho tận đáy lòng người ta sinh ra một cỗ cảm giác khiếp sợ. Huyết mãng dường như không kiên nhẫn được nữa, thú tính hung mãnh trong khoảnh khắc này bỗng phát tác, thân hình uốn lượn trong nháy mắt sinh ra lực lượng rất mạnh, răng nanh dày đặc mạnh mẽ hướng Hắc Lang đâm tới. Cùng lúc đó, thân hình của nó đã hoàn toàn quấn quanh Hắc Lang, hơn nữa đang không ngừng co rút lại. Hắc Lang cũng không có né tránh, ngược lại phô bày ra một cỗ khí thế như vương giả, đột ngột gầm một tiếng, toàn thân ngọn lửa màu đỏ thắm đang vần vũ điên cuồng, cự chảo sắc bén giơ lên cao, sau đó mãnh liệt đập lên đầu huyết mãng. Ầm một tiếng, trên đầu của huyết mãng đã bị cào xách mấy vết thật sâu, lần giáp rắn chắc dị thường kia cũng bị nát vụn, nhưng cũng không có chảy máu tươi ra. Một cỗ vật chất hỗn độn dày đặc trên đỉnh đầu nhu động, liền sau đó huyết mãng đột ngột thối lui. Vụ va chạm ở trên khỏa tinh cầu này phát ra một trận tiếng ầm vang, có thể tưởng tượng một kích này của Hắc Lang lực lượng dũng mãnh biết bao. Đây hoàn toàn là một trận đại chiến có tính chất hủy diệt. Va chạm của hai con ma thú làm cho cái không gian độc lập không ổn định này chấn động điên cuồng, e rằng không bao lâu nhất định sẽ bị vũ trụ nguyên thủy thôn phệ. Tinh cầu cách đó không xa đã bị huyết mãng gây chấn động sụp đổ 1/3, vô số thiên thạch to lớn trôi lơ lửng ở giữa không gian. Hồng Quân mở to hai mắt, hắn đang cố gắng khống chế Hồng Quân giới, nếu như va chạm với lực lượng khủng bố như thế, tuyệt đối là trong nháy mắt sẽ biến thành bột phấn. Phòng ngự như vậy cũng hiển nhiên là có phần không cần thiết. Hiện tại huyết mãng hiển nhiên đã rơi xuống thế hạ phong, thân thể nát bấy không ngừng thở dốc, thè ra thụt vào cái lưới màu đen sì, lúc này cũng không dám công kích lỗ mãng. Song Hắc Lang mặc dù chiếm thế chủ động nhưng cũng không tiếp tục triển khai thế công, hơi thở không đều, thậm chí có chút rối loạn. Điều này cũng khiến cho bọn Hồng Quân đều cảm giác có chút kỳ quái. Ánh mắt của bàn vẫn tập trung lên thân thể Hắc Lang, chỉ một cử động rất nhỏ cũng đều khắc rõ trong lòng. Các ngươi có phát hiện không, Hắc Lang này rất kỳ quái? Huống Thiên Minh khẽ gật đầu. Ta cũng thế vậy, vô luận là trên phương diện công kích hay phòng thủ dường như đều bị suy giảm, chẳng lẽ là bị huyết mãng đả thương sao? Dường như không phải, có thể nhận thấy thực lực Hắc Lang rất mạnh, huyết mãng muốn tạo thương tổn đến nó sợ rằng không thể. Hơn nữa trên người Hắc Lang cũng không có vết thương, duy chỉ có hơi thở là cực kỳ rối loạn. Nếu cứ như vậy sợ rằng Hắc Lang này sẽ lâm vào cảnh bất lợi. Cổ Bàn phân tích. Lúc này hỗn độn vật chất kết dính giống như từng đoàn mây đen lưu động trong phiến không gian này. Nếu không có đám hỗn độn vật chất này duy trì, e rằng dưới chẳng chiến đấu của hai đại ma thú, phiến không gian này đã sớm tan tành. Vù vù, huyết mãng tự hồ đã nhận ra khí tức của Hắc Lang bắt đầu rối loạn, liền gầm lớn một tiếng, thân thể khổng lồ theo một đường thẳng tắp trong chớp mắt phóng tới. Chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt Hắc Lang. Không gian pháp tắc ư? Đôi mắt Hồng Quân trợn ngược lên, cơ hồ không dám tin đây là chuyện thật. Dù sao nơi này cũng thuộc nguyên thủy vũ trụ, đừng nói là ma thú, cho dù là tử thần hoặc loạn thần đều rất khó tại nguyên thủy vũ trụ tiến hành di chuyển trong nháy mắt như vậy. Duy nhất chỉ có một giải thích, chính là huyết mãng đã nắm giữ không gian pháp tắc. Bất quá dựa theo khoảng cách huyết mãng thuấn di có thể nhận ra, không gian pháp tắc nó nắm giữ chỉ là vỏ ngoài mà thôi, nhưng điều này cũng đủ khiến mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Một con ma thú tuyệt đối không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, huống hồ còn là trong nguyên thủy vũ trụ, như thế nào lại như vậy? Tôn Ngộ Không kinh dị nói. Cổ Bàn cau mày.
có lẽ bọn chúng vốn đã sinh ra tại phiến vũ trụ này. Đúng là như vậy, nguyên thủy ma thú chính là từ trong nguyên thủy vũ trụ mà sinh ra, từ trong hỗn độn vật chất sinh tồn vô tận 5 tháng, bản thân nắm trong tay một bộ phận của pháp tắc. Huyết mãng mỗi khi tiến hành một lần thuấn di, ánh mắt hắc lang liền chất động một chút, con người màu đỏ huyết luôn tập trung vào thân ảnh trước mặt, không chút nào lơ là. Sát na trong lúc đó, thân thể huyết mãng đã hoàn toàn bay vây lấy nó, rồi chợt cuốn nhanh lại. Có thể nói rằng thân thể nhỏ bé của hắc lang nhất thời bị cuốn chặt, phát ra tiếng kêu răng rắc. Đột nhiên hắc lang bạo giống lên một tiếng, hiển nhiên phẫn nộ trước đó chưa từng có. Hai đạo huyết quang từ trong đôi mắt phóng ra, ấn ký trên trán cũng phát ra quang thải như ánh mặt trời đẹp mắt. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng từ trên người nó bộc phát ra, hỏa quang đỏ rực nhất thời phóng lên cao, chiếu sáng hơn một nửa hắc động. Hắc lang trong nháy mắt bộc phát khiến tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cỗ khí tức mặc dù cường đại nhưng rối loạn dị thường, phảng phất chỉ sau lần này thân thể nó sẽ hoàn toàn bị băng hủy vậy. Huyết mãng bất chấp tất cả, dùng thân thể không ngừng siết chặt hắc lang, hàm răng nhe ra hung hăng cắn vào cổ hắc lang. Hai cỗ hắc sắc vật chất nhất thời hiện ra, trong khí lưu vô cùng rối loạn, hắc lang phát ra một tiếng bi hống, cố nén sự đau đớn khó khăn vươn người lên. Lập tức một tiếng đong trầm muộn vang lên, hỗn độn vật chất kết dính xung quanh chợt tụ lại từ sâu trong yết hầu của nó, ngưng tụ thành một hỗn độn cầu đường kính không tới 3 trượng. Hắc cầu dưới ánh mắt của mọi người phóng thích ra khí tức hủy diệt, khiến cho tận đáy lòng đều cảm thấy kinh hoàng cực độ. Bang! Hắc lang tê giống một tiếng, giáp tạp phẫn nộ và cuồng bạo. Từ trong miệng nó hiển nhiên bắn ra một hắc lượng quang mang, tựa như một thanh trường kiếm che lấp cả bầu trời. Khí lưu hữu hình lớn vô cùng, uẩn hàm lực lượng có thể đánh nát bấy tất cả được bắn ra. Nhìn thoáng qua như tinh vân bạo phá, không gian độc lập này không ngừng ầm ầm rung chuyển, ngay cả hình dáng hắc động cũng vặn vẹo. Có thể tưởng tượng nếu đây không phải nguyên thủy vũ trụ, không có không gian ổn định như vậy, thì cỗ lực lượng này đủ để phá hủy một nửa số tinh cầu trong một tinh hệ. Sau khi quang mang yếu dần, Hồng Quân giới đột nhiên xuất hiện tại phía sau tinh cầu đã bị phá nát không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quân thở hổn hển, toàn thân đều chấp động quang hoa, mặt mày đỏ sậm mà hai tay không ngừng run rẩy. Hồng Quân giới bao phủ bốn người cũng đã rung chuyển mạnh. Cổ Bàn thở dài than vãn, thật là nguy hiểm, nguy hiểm quá. Nếu không phải Hồng Quân kịp thời bộc phát trạng thái giải cấm thứ hai, lợi dụng Hồng Quân giới đưa mọi người tới giải đất an toàn, sợ rằng bây giờ sớm đã bị lực lượng quang ba kia nghiền nát. Mặc dù mọi người bây giờ đều đã an toàn, nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Lực lượng thật kinh khủng, mọi người không có việc gì đấy chứ? Hồng Quân hỏi. Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh phía sau gật đầu nhẹ, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Lúc này ánh mắt bốn người đều chú ý đến nơi hai đại ma thú. Thân thể huyết mãng vẫn quấn lấy toàn thân hắc lang như trước, nhưng rõ ràng có dấu hiệu nơi lỏng. Cái đầu vẫn cắn chặt vào cổ hắc lang, trong đồng tử ẩn chứa thần sắc phẫn nộ và không cam lòng. Thế nhưng lãnh quang màu lam đã nhạt dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Lúc này một đoạn giữa thân rắn hoàn toàn bị quang ba kia xuyên thủng, khí tức huyết mãng cũng hoàn toàn biến mất. Hắc lang dường như không còn sức lực, bỗng nhúc nhích thân thể, gạt huyết mãng sang một bên, rồi xách cái đầu to lớn lên, ánh mắt nhìn xuống tinh cầu bị tàn phá. Trên tinh cầu quang mang bạch kim kia vẫn chói mắt như trước, ẩn chứa lực lượng không người nào có thể hiểu nổi, cơ hồ xuyên thấu cả không gian. Trong ánh mắt hắc lang lúc này không còn lấy nửa phần hung lệ lúc trước, ngược lại còn có chút nhu hòa, khó khăn hướng tới khỏa tinh cầu. Thế nhưng có thể thấy khí tức của nó đã hoàn toàn rối loạn, thân thể không ngừng run rẩy siêu vẹo. Hồng Quân kinh hãi hít một hơi nói, xem ra cuối cùng người chiến thắng là nó, bất quá cũng không sống được bao lâu nữa. Vậy rốt cục là nó đoạt được linh bảo hay là chấn giữ linh bảo? Bất quá điều này cũng không quan trọng, Tiểu Quân, lúc này là thời cơ tốt nhất để chúng ta đoạt lấy linh bảo. Huống Thiên Minh trầm giọng nói, chờ một chút, hắc lang hình như không xong rồi. Hồng Quân cả kinh nói. Hắc lang ngẩng đầu chu một hơi dài, lúc này toàn thân hắc lang không ngừng run rẩy, hướng về tinh cầu phát ra một tiếng bi thống, thanh âm nghe cực kỳ thảm thiết thê lương, ẩn chứa sự tuyệt vọng xen lẫn không cam lòng. Sau một khắc, nó dường như không thể chịu đựng thêm, thân thể đổ gục xuống. Cổ Bàn sắc mặt ngưng trọng cảm khái nói, thật là một cuộc chiến kinh tâm động phách mà.
tính mạng ba động Hắc Lang đã trở nên yếu ớt. Giờ phút này bốn người Hồng Quân đã xuất hiện trước mặt nó, nhìn sâu vào ánh mắt nó, nhưng thần sắc đều có vẻ bất đắc dĩ. Hắc Lang cảm giác được sự tồn tại của bốn người, đôi mắt đỏ sậm của nó nhìn Hồng Quân, trong ánh mắt toát ra không phải là sát ý, cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại khẩn cầu khát khao nào đó. Hồng Quân kinh ngạc tiến lên vài bước nhìn vào mắt nó, lúc này dường như có một sự trao đổi giữa linh hồn. Tiểu Quân, cẩn thận! Tôn Ngộ Không kinh hãi nói, lo sợ Hắc Lang lại đột nhiên bộc phát nuốt lấy bọn hắn. Nó không muốn hại chúng ta. Hồng Quân cực kỳ kiên định nói. Huống Thiên Minh cũng nghi ngờ. Vừa rồi mọi người đã thấy qua lực lượng hung tàn của nó, thế nhưng ngươi làm sao biết nó nghĩ gì? Ta có thể cảm nhận được. Quả thật, trong ánh mắt của Hắc Lang, Hồng Quân dường như cảm giác được linh hồn nó đang run rẩy, một loại bất lực, khao khát, tự hồ bởi vì một vật nào đó mà khiến nó không thể cam lòng. Tại lúc này, Hắc Lang thậm chí không thể phát ra tiếng bi hống cuối cùng, cả thân hình chợt nổ lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ, ẩn chứa lực lượng luyện hóa kinh khủng, trong nháy mắt dung luyện mỗi một tấc thân thể và linh hồn. Hồng Quân hơi cúi đầu, trong ánh mắt lại toát ra vài phần đau xót. Trong mắt hắn, điều này giống như một loại nghi thức hỏa táng của ma thú. Cổ Bàn thán thanh nói, mặc kệ như thế nào, nó đã cứu chúng ta từ trong miệng huyết mãng. Hướng Thiên Minh và Tôn Ngộ Không cũng đều gật đầu, đi tới gần nó, cùng đợi nghi lễ hỏa táng này chấm dứt. Hiện tại, phiến không gian độc lập này nhìn qua đã có hàng ngàn vết thủng lớn, vô cùng hỗn độn vật chất dũng mãnh tiến vào xâm chiếm mỗi một tấc không gian, mà tại cửa hắc động phía xa xa cũng đã vặn vẹo, lúc nào cũng có thể băng hủy. Qua thời gian một nén nhang, hỏa diễm màu đỏ đã hoàn toàn dung luyện thân thể của Hắc Lang, biến thành một đám tro tàn đen nhánh. Nhưng đột nhiên một đạo lưu quang màu đỏ từ trong đó phát ra, ngưng tụ lại, cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người, liền rơi vào trong tay Hồng Quân. Sắc mặt Hồng Quân rất bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc, nhẹ nhàng nắm lấy đoàn lưu quang màu đỏ, ánh mắt trở nên dứt khoát, trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.